tìm hiểu, tôi được biết đó là những tác phẩm của một nghệ nhân với 27 năm gắn bó với nghệ thuật tranh kính. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và có làm kinh tế một thời gian, nhưng vốn mang trong mình niềm đam mê với hội họa từ nhỏ, ông Phạm Hùng Vinh đã từ bỏ công việc đang làm để quay lại với niềm đam mê tranh của mình. Từ những tấm kính vô tri, ông đã khoác lên chúng một màu sắc mới mẻ đầy nghệ thuật. Kính là một cái loại vật liệu đặc biệt, nó thấu quang, cho nên là được xếp vào một trong năm cái bảo vật của nhà Phật, tên gọi của nó là lưu ni quang Phật, tức là nó là một trong những cái vật liệu rất là quý để tạo lên các cái tác phẩm trong Phật giáo, mà người ta cảm thấy là nó linh thiêng, có thể ứng dụng được mọi nơi mọi chỗ, là nó có rất nhiều những các cái ứng dụng trong nội thất và ngoại thất, mà nó thể hiện được nhiều cái nét văn hóa khác nhau, tức là nó muôn màu muôn vẻ. Vui nhất là được ngồi vẽ tranh kính, mình đây là một cái vẽ ngược thôi. Đây là vẽ ngược á? Đang vẽ ngược đấy. Thế nhưng mà khi mình lật cái mặt bức tranh bên kia lên thì mình mới biết là đẹp hay xấu. Như thế là người nghệ nhân phải có cái tư duy ngược đúng không? Rồi. Để làm được một bức tranh kính không hề đơn giản, cần phải trải qua 8 bước tỉ mỉ, từ tạo hình, vẽ tranh, phun cát cho đến tô kính. Mỗi công đoạn tác động lên mặt kính lại khiến chúng mềm mại hơn. Yếu tố cuối cùng để bức tranh kính trở nên lung linh đó chính là ánh sáng. Khi hiệu ứng ánh sáng lên, ta có thể nhìn được hai mặt của bức tranh, thể hiện rõ được nét tinh túy của nghệ thuật tranh kính. Mình là người Việt Nam, do vậy là mình muốn là đưa cái văn hóa của Việt Nam, cái hồn cốt của cái tranh kính đấy, nó cũng phải là Việt Nam. Chẳng hạn như là những các cái dòng tranh dân gian, chẳng hạn như tranh đồng hồ, tranh hát sẩm, cái tranh hoa sen thì mình nó rất là đẹp, người ta bình chọn là cô hoa, nó vừa mang cái tính chất là trang trí nhưng lại vừa mang cái tính chất là phong thủy. Ngoài cái tranh đấy ra thì cái tranh về Phật giáo là mình cũng sáng tác rất nhiều. Đây là cái cổng kính có các cái điêu khắc họa tiết chính là hoa văn chống đầu cùng với cả bát tiên, tức là 8 cái bảo vật. Trên này nó còn có cái chữ là Umbala Bát Ly Hồng. Đây là cái câu mà cầu chúc cho nhau an lành. Cái cổng này không chỉ là đẹp đâu, nó có thể làm ứng dụng để làm cái cổng để gõ nó, nhưng mà đặc biệt nó tạo ra được những cái âm thanh rất là ấm. Giống như mọi chùa khác, chúng tôi cũng thực hiện các cái công việc xây dựng khắc họa các hình tượng thần Phật trên nhiều chất liệu khác nhau, và may mắn để tiếp cận được với công nghệ tranh khắc kính. Điều cảm nhận đầu tiên đối với chúng tôi đó là rất là đẹp, rất là trang trọng, kính cũng đem lại những cái hiệu ứng về nghệ thuật rất cao. Mình vẫn ước mơ là làm nhiều những các bức tranh để đưa vào những các cái khu di tích. Khi mình tạo nên những bức tranh đấy mà mình đến nghĩ rằng là sẽ nó là cái bức tranh để đời, cho nên là mình phải trau chuốt đến từng cái chi tiết nhỏ và ý nghĩa của bức tranh. Khi mà người ta đến cái ngôi chùa để người ta tham quan và người ta thấy những các cái câu chuyện về Phật giáo ở trong này, lưu giữ các cái giá trị văn hóa trên các cái chất liệu mới này và nó được tồn tại mãi. Vâng, mọi sự so sánh đều trở nên cực tiễn. Khi mà nhìn tranh khắc kính của Việt Nam thì tôi lại liên tưởng tới những bức tranh kính màu tại nhà thờ của những đất nước ở châu Âu. Có thể thấy được một sự tương đồng, và có lẽ có một điểm chung lớn nhất giữa tranh khắc kính của Việt Nam và tranh kính màu của châu Âu, đó chính là những cung bậc cảm xúc, sự sáng tạo của những người nghệ sĩ. Vâng, chắc chắn rồi, và sự sáng tạo đó luôn xứng đáng nhận được sự yêu mến và ủng hộ của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Cho dù đó là một người nghệ sĩ có thể là nổi tiếng, có những cái danh hiệu được phong tặng, hay là những người nghệ sĩ bình dị như trong phóng sự Cà Phê Sáng vừa mới giới thiệu tới quý vị khán giả. Thế còn bây giờ thì nửa tiếp theo, phần tiếp theo của câu chuyện liên quan xung quanh những trái cây của chúng ta tới việc xuất nhập khẩu như thế nào để